Xin chào các bạn. Video này mình giới thiệu cho các bạn con dao già Nagi 3 phân lưỡi 33cm, dao mới nhé. Sử dụng thép giấy xanh Damascus. Hàng rèn thủ công, con này khá là dày, dày hơn bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn là dày 4mm thì con này chắc phải tầm 5mm ạ. Thép giấy xanh này, có đường vân này, đường vân Harmon dài tận trên này này. Cán này là cán gỗ, này là chắc là gỗ óc chó khâu sừng nhé. Lưỡi 33cm. Thì mình sẽ đi chi tiết vào trọng lượng hay là này đầy đủ cho thông số nhé. Đi vào thông số con dao. Dao nặng 313g. Con dao này mình mua được sale 50% nhé, nên là giá khá là ổn so với mức giá của nó là khoảng hơn 14 triệu. Đấy, con dao này nếu mà mua chuẩn giá là hơn 14 triệu, 14 15 triệu thì nó. Đấy. Lưỡi cắt là 33 cm, tổng chiều dài là 49,5 cm. Tổng chiều dài là 49,5 cm. Bản rộng là 3,8. Bản rộng 3,8. Tiêu chuẩn thì là độ dày 4 ly, thì chắc con này mình thấy nó dày hơn này, chắc khoảng 5 ly đấy. Hơn 5 ly luôn nhé. Hơn 6 ly, 5,8. Đấy. Thế nhau là mua hàng có thể liên hệ với mình. Sử dụng thép giấy xanh nhé. Đấy. Thép giấy xanh này, đường vân Harmon này rất là đẹp và đắt tiền. Và mình săn được em này với giá sale 50%. Giá bán ra của nó hơn 7 triệu một chút. Nếu mà anh em muốn có vỏ gỗ thì con này dày này, chưa chắc vỏ gỗ loại bình thường đã vào được. Thì trước mắt nó bán dao không ạ? Con đi chợ. はい、いらっしゃい。はい、すいません。ありがとうございました。見せてくれたくないね。